cứ mỗi buổi sáng vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, một gian bếp tại đường Tân Hiệp 46, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh lại nhộn nhịp. Từ gian bếp này, những suất cơm không đồng, ấm áp sẽ được gửi đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Quán cơm không đồng này do ông Nguyễn Đức Tuấn, giám đốc của một doanh nghiệp tại địa phương lập nên đã hơn 4 tháng nay, tận dụng mặt bằng của công ty mình và được sự ủng hộ và hỗ trợ của tập thể nhân viên. Ông Tuấn quyết tâm mở quán cơm với giá không đồng, mời bà con xung quanh vùng một bữa cơm trưa vào những ngày cuối tuần. Một ngày thì bình thường là mình có thể phục vụ là 250 suất chuẩn bị sẵn. Thực phẩm mà mình đưa vào cái bữa ăn thì mình chọn lọc rất là kỹ và đảm bảo phải chất lượng và ngon. Thì ở đây mình cũng không có kêu gọi quyên góp. Cái điều kiện của mình tới đâu thì mình phục vụ tới đó. Nhưng nó phải tốt nhất, nguồn kinh phí này là được đóng góp từ gia đình trong nhà của mình, chuẩn bị kinh phí để mà có thể duy trì cái quán cơm. Thông qua cái quán cơm này thì mình mong muốn rằng là các cô chú đó thì sẽ có được một cái điểm để mà mình có thể đến ăn một bữa trưa tình cảm, chia sẻ được như vậy với các cô chú nghèo khó khăn thì mình cảm thấy rất là ấm lòng và rất là hạnh phúc. Những nhân viên của quán cơm cũng chính là nhân viên trong công ty của ông Tuấn. Khi nghe giám đốc của mình bày tỏ mong muốn sẽ mở ra quán cơm không đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, các anh chị đều phấn khởi và tình nguyện tham gia hỗ trợ vào cuối tuần mà không cần nhận lương. Các nhân viên ở đây luôn, cả bản thân tôi luôn, cũng rất là hào hởi, phấn khởi. Mình cùng giám đốc, mình bỏ công sức cùng với giám đốc để mà mình tiếp với giám đốc một phần để giúp các anh chị cơ nhở, hoặc là người ta đi lao động buổi trưa về, hoặc là người ta ghé vào người ta dùng bữa cơm không đồng, mình cảm thấy ấm áp vui lòng lắm. Công ty chúng tôi là chuyên cung cấp suất ăn cho các trường học, thành ra là các đầu bếp mình là chuyên nghiệp luôn rồi. Và cái nguồn mà thực phẩm chúng tôi lấy cũng lấy từ chuỗi an toàn phẩm luôn, thành ra là các anh chị cô bác chúng ta đến dùng cũng rất là yên tâm. Trong những ngày quán làm từ thiện là tôi vô là tôi rửa thịt trước, rồi sắc rau, rửa rau rồi đem vô cho bếp ăn, đựng cho trong bếp nấu. Chúng tôi làm bếp ăn không đồng là tự nguyện, là không có lấy lương gì hết. Tôi thấy mọi người ăn ngon thì tôi bản thân tôi là vui và hạnh phúc lắm rồi. Sau buổi sáng tất bật, những món ăn ngon và nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn sàng và được phục vụ khách đến ăn vào lúc 10 giờ 30. Thực phẩm sẽ được lưu mẫu lại mỗi ngày để kiểm tra kỹ lưỡng. Dù là quán cơm không đồng, nhưng nơi đây phục vụ khách đến ăn như một quán cơm bình thường khác. Mặc dù là quán ăn không đồng, nhưng mà mình xem họ là những vị khách và đến đây ngồi vào bàn, có nhân viên phục vụ tận nơi, thì đó cũng là một cái tình cảm để mà mình chia sẻ những cái sự yêu thương của mình đối với những người lao động khó khăn hơn mình. Tôi thấy ở đây là nhiều món ăn, gồm có canh cua, gà kho chả, rồi chả cá, ăn đây là nhiều lần rồi đó. Cho nên lúc nào cũng mong tới ngày thứ Bảy là Chủ nhật, tôi mong là cái bếp cơm này duy trì để bà con mình để có bữa cơm ấm áp. Tôi ăn lần thứ 5 rồi, cơm không đồng mà ăn thì nó ngon, sạch sẽ, nhân viên tiếp đãi đồng hậu, vui vẻ. Tôi lên đây ăn cũng 5-6 tầng rồi, cho phần vậy nó vừa đủ ăn, mà nấu nêm nếm ăn rất là vừa, cơm cũng nấu ngon nữa. Tôi cũng rất là mong ý nghĩa thứ này tồn tại thiệt là lâu cho những người nghèo đỡ khổ. Những phần ăn tuy nhỏ nhưng đông đầy tình yêu thương và san sẻ của ông Tuấn, của những anh chị em nhân viên gửi trao cho người cần. Tin rằng những điều nhỏ bé nhưng tốt đẹp này sẽ góp phần lan tỏa hơn nữa ý nghĩa của sự san sẻ và cho đi trong xã hội.